dờn nhã. Nhân hồn chuyển sanh từ kiếp này sang kiếp khác, vì vô minh vọng chấp cái thân tứ đại làm bản ngã, cho nên ích kỷ mà sanh dục vọng, rồi tạo nhân mà phải trả quả. Nếu con người biết tu, dùng quy giới mà lọc cho nhân hồn trong sạch, dùng thiền định mà làm cho nó yên tịnh và sáng suốt, như nước biển yên lặng không sóng giận, thì nhân hồn sẽ đắc giác mà chứng quả địa tiên, hoặc cao hơn một bậc là nhân tiên. Nhân tiên và địa tiên là bậc sáng suốt, dứt sạch vô minh, biết được quá khứ vị lai, phân biệt được vọng với chơn, nên không còn duyên theo ngoại cảnh. Tuy nhiên, phần vô tưởng đã dứt, nhưng phần tế tưởng chưa đoạn tuyệt. Vì vậy mà sau khi hưởng tận tiên vị trong một thời gian mấy ngàn, mấy muôn năm ở cõi tiên rồi, còn phải chuyển kiếp đặng tấn hóa thêm lên và diệt trừ cho tuyệt tế tưởng. Người có tiên căn giáng thế là bậc đại thông minh, học ít hiểu nhiều, có khi trực giác mà hiểu biết. Người bao giờ cũng hành động phi phàm cao thượng, độ thế cứu đời bằng cách dìu dẫn chúng sanh trên đường đạo đức, vừa cứu độ, vừa tu luyện cho trí tuệ của mình phát triển hoàn toàn mà chứng quả Bồ Đề. Phật giáo gọi là Bồ Tát, Đạo giáo gọi là Thiên Tiên, hưởng quả tại cõi Bồ Đề hay cõi Thiên Tiên. Bồ Tát hay Thiên Tiên đều là bậc toàn tự giác, biết rõ quá khứ vị lai, hiểu thấu cơ màu nhiệm của trời đất, không còn gì học hỏi nữa. Song tự giác chỉ là giác ngộ cho mình thôi, nên còn tự kỷ mà chấp trước vẫn còn. Muốn cầu chánh giác, Bồ Tát phải giáng thế một lần nữa để lập đạo cứu đời. Đó là giác tha, nghĩa là đem cái giác ngộ của mình mà giác ngộ chúng sanh. Sự giác ngộ của mình đã hoàn toàn, sự giác ngộ chúng sanh đã viên mãn, tức là tự giác và giác tha đầy đủ, nên được chứng quả chánh giác. Phật giáo gọi là thành Phật, Đạo giáo gọi là đại giác kim tiên. Chứng quả Phật thì được hoàn toàn giải thoát, hết phiền não, chướng ngại, hết nghiệp báo luân hồi, hết trì trục theo giả tưởng mà trở lại bổn thể chân tâm, tức là chân ngã mà vào cõi Niết Bàn.